Còn cầm hôn được rồi không? Nó chạy lẹ quá ha. Nó chậm lại á. Nó chạy lẹ lên luôn. Nó chạy cũng ghê thiệt á. Welcome back, riders. When the train comes to a complete stop, please be ready to do your right side towards the silver gate. Alright, come on. Alright, ghê không? Cũng ghê lắm. Có mấy chỗ nó cười, mình còn nghiêng qua cái này luôn. Ghê thiệt, ghê luôn. Nó còn tàu á. Đi, lẹ luôn. Nó chạy nhiều sổng. Để nó chậm lại á, sau đó tự động nó chạy lẹ lên như vậy. Mẹ cái lúc nó chạy nhiều cái chỗ mà bạn. Trời, mà nó nghiêng nhiều luôn rồi đó. Ghê quá. Đúng rồi, cái này đi chắc mình đi xong xuôi đi lỡ luôn á. Cho mình với mẹ đi leo lên này là xong luôn á. Dạ vậy. Ủa? Acid. Không phải. Ghê quá. Mà đi cũng vui á. Yeah.
nếu mà chạy lâu chút xíu nữa thì cũng dám đi gì nữa bây giờ. Dạ vậy. Ha. Exit. Có nhiều chỗ rồi nha. Đừng ghê lắm ạ. Đó, 3 năm trước ba còn trẻ hơn mà không dám đi nè, giống như chỗ này nè. Dạ vậy. Ghê dễ sợ luôn. Scary. Ghê quá. Lúc đầu á thì nó chạy hơi chậm. Nó giật giật giống như vậy nè. Giống như mình ở trong nước á. Đúng rồi. Rồi sau đó tự động nó giật lên. Rồi tới rồi. Theo mình với mẹ tới đây nè. Cũng ghê lắm á, nó chạy cũng nhẹ lắm luôn á. Yeah. Ghê lắm luôn. GoPro stop recording.